Và đồng hội chúng ta chú ý lắng nghe anh hai, anh ba của quận Hoàn Kiếm Hà Nội với câu hẹn với nước non. Xin quý đồng hội xin một tràng pháo tay để cổ động cho hai anh hai, anh ba của quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Vâng, xin mời hai anh. Vâng ạ. Đôi chị hai vừa ca câu: đêm qua gió mát răng thanh, bỗng đâu thấy khách bên thành sang chơi. Đôi chúng em xin ca lại bằng câu: chót nhời hẹn với nước non, tơ xe nên chỉ cho tròn duyên tơ, nguồn ân bể ái hẹn hò, dẫu xa ngàn dặm ô đồ giao thông ạ. Hẹn mới là có nước, ôi là thì non ấy mây nhờ, là em chót nhờ. Hẹn mới là có nước, ôi là thì non mà này tớ sẽ là bên rằng tớ sẽ mà nên chỉ ôi rằng ha ôi ôi ha là ấy mây đè nên chỉ có cho tròn là này. Mà này duyên tơ là tơ, nay là duyên tơ, nguồn bằng ân hà này thì em chứ là bé ai, là có mây hẹn hồi là hẹn hò. Mà này dẫu xa là bên rằng dẫu xa em mà nghìn dặm ôi rằng ha ôi ôi ha là ấy mây đè nghìn dặm có ô đồ là này. Mà này giao thông là thông, hôm nay là giao thông mà nguồn bằng ân này bằng lòng này thì nay chứ là một mảnh nghi là có mây rằng ôi là thì trong. Mà này đôi là bên rằng đôi em còn khấn nguyện ơi rằng ha ôi ôi ha là ấy mây đè khấn nguyện có ông tơ hồng là này. Mà này kim
xe là xe, này là kiếp xe. Đã em là đoàn này thì chi nay là lắm mấy. Chỉ lắm mấy có ông răng già, đa em mà đoàn này thì chỉ nay là lắm mấy. Chỉ lắm mấy có ông răng già, mà này sẽ hỡ đâu là bên rằng sẽ đâu em mà sẽ hẳn ôi hỡ rằng ha ôi hỡ ôi ha là ấy mây đề sẽ hẳn có à một nhà là này mà này vui à chung là chung này là vui chung à nếu mà có nên chăng thì chị này là hãy quyết đi. Chị hãy quyết có chúng em chờ à, nếu mà có nên chăng thì chị này là bá quyết đi. Chị ba quyết có chúng em chờ. Chúng em sẽ chờ anh.